Rồi, xin chào các bạn nhé thì hôm nay mình sẽ cùng nhau chia xe nha các bạn ừ, xem thử bây giờ hiện tại thì mình đang có xe gì nha wow một chiếc máy bay được thân này nha các bạn ừ. wow một con tôm một con tôm hùm này các bạn ơi đó tôm hùm wow trên một con tôm có một chiếc xe bản số xe số 33 nữa này các bạn ơi đó. rồi tiếp tục wow đây có một chiếc sống này các bạn ừ, sống nè Wow, một chiếc xe điều khiển nè, còn binh nhau nha các bạn. Wow, một chiếc xe điều khiển quản con biên nha các bạn à, ờ <laughs> à, mình sẽ test đi ờ à, một cái súng này các bạn wow cái súng này chắc để cho siêu nhân này <laughs> nhà nhiệm vụ à, canh giữ này các bạn wow lại có một con siêu nhân nữa này các bạn wow siêu nhân này hình khá là ngầu luôn nha các bạn ừ uhm, nó oh, xe móc này các bạn wow <laughs> à, mình đang có một chiếc xe móc đất hình này, con rồng này các bạn ơi wow quá dữ luôn uhm, xem thử này những gì Wow lại là có một con gấu trúc nữa các bạn à, Rồi cho lên xe để lái xe Xe điều khiển đây đi luôn nha Wow một chiếc xe trộn bê tông này các bạn ừ, Đây mình có xe trộn bê tông ừ, Dưới đây là một chiếc uh, xe mô tô nha các bạn Ồ, Khá là dữ luôn à, Xem thử còn xe nào nữa không nha <laughs> Wow đây ừ, Đây là một chiếc xe bán tải nha các bạn ừ, Wow bản số xe số 67 Xem thử xe có hoạt động nha Ồ, wow, khá dữ luôn tốt nha bạn, xe này hoạt động khá tốt. À tiếp tục đây mình có một chiếc xe xe cẩu này các bạn. Wow. <laughs> xe cẩu. Ừ. Cẩu là coi. Rồi à, tiếp tục xe đây là một chiếc xe gì đây. Wow. <laughs> một chiếc uh, xe mô tô này các bạn. Ừ, uhm, xe mô tô có bốn bánh luôn. Wow, khá dữ luôn. Uhm, xe này khá mạnh. Thôi, hò, chiếc máy bay được thanh nè các bạn Wow, máy bay được thanh này các bạn nha Thật 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 Một chiếc xe 4 chỗ nha các bạn ừ, Trộn, chiếc xe 4 chỗ luôn nè Wow, tự động chạy luôn nè các bạn ừ. Thôi, tiếp tục Thôi, tiếp tục xe đây là một chiếc xe Lại một chiếc xe 4 chỗ nha các bạn Xe đây xe cũ này các bạn Ừ Wow, đây mình sẽ có một chiếc uh, chiếc xe bốn chỗ xe đua luôn bạn chỗ đây wow xe buýt quá dữ luôn một chiếc xe buýt chở học sinh đi nè thôi tiếp tục mình sẽ có xe gì đây wow chiếc này là một chiếc xe để chữa xe vận chuyển xe máy đào đi đường xa này các bạn ơi xe đây là một chiếc xe trộn bê tông mini nhỏ nên bí ơi đây đồ wow. các bạn đây là một chiếc xe bảy chỗ hình caro khá là mạnh luôn nha bản số xe số 9 nha các bạn. Ừ. Rồi ok mình sẽ bỏ đây. Rồi tiếp tục. Wow. <laughs> đây mình có xe bản số xe bọt, xe số 1. Ừ. Ok, wow, lại là một chiếc xe bán tải. Rồi mình sẽ xếp hàng đi đây nha các bạn. Wow, ừ. bản xe xe 18 cho xếp hàng đi trước luôn. Họ các bạn thấy xe chưa? Nguyên một xe xếp hàng dài luôn nha các bạn. Ừ. Rồi rồi, bây giờ mình sẽ test thêm thử xe chạy nhanh chậm nha các bạn Wow Đây à, Quyền mình có một chỗ xe luôn uhm, Xe mô tô nè à, Xe bán tải xếp hình vô Wow Quyền giải xe nè các bạn uhm. rồi, mình sẽ bắt đầu đi từng xe nha các bạn Thôi mình sẽ xem thử Wow xe trụng bê tông Cái trụng bê tông đâu mất tiêu rồi à, Đã bị thất lạc cái trụng bê tông rồi à, Hình sinh nhân cho siêu nhân lên đây đứng rồi, đây 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 siêu nhân này xem thử xe này wow vẫn còn bánh đà nha các bạn lên tốc độ ừ. rồi, này, 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 này. wow <laughs> ừ, xe tròn bê tông tới đó đứng luôn này nha các bạn ừ. giờ mình sẽ có xe gì đây ừ, mình sẽ đi à, mình sẽ đi bán tải đi nha bạn <laughs> đây đây là một chiếc xe bán tải bạn số xe số 43 nha các bạn đây các bạn wow 43 nha các bạn xem thử xe này có tốc chạy tốc độ lên vẫn đầu những chiếc xe khác không nha oh, ok wow wow <laughs> Tòng trống uhm, trong trống chiếc xe buýt luôn các bạn ơi một chiếc xe bán tải trong trống chiếc xe buýt ơi <laughs> tiếp tục uhm, wow đây mình có một chiếc xe cũ này các bạn ơi đó các bạn thấy chưa một chiếc xe cổ bạn số xe số 24 này các bạn ừ, con không có gì một wow quá dữ luôn em đúng wow wow tông lại tông một chiếc xe bản số xe 43 lúc nãy nhưng bạn tông tốn bên xe đường trước về đi luôn này nó máy bay được thay này tật 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 xe mô tô wow mình sẽ chạy xe mô tô thử xem sao nha mình sẽ chơi một chiếc xe đây đây một chiếc xe lại một chiếc xe bán tải bạn nhưng mà xe bán tải này là xe bán tải bản số xe số 28 nha khác xe bán tải lúc trước nha các bạn ừ. rồi bản xe số 28 tám em thử xe này chạy tốc độ mạnh không ừ. wow khá là mạnh luôn bạn bay xuống dưới luôn các bạn quá dữ xe này khá dữ luôn nè các bạn Uhm, tiếp tục wow đây mình có một chiếc xe chữa cháy này các bạn ơi wow nhiều xe quá wow wow để mình chơi chiếc xe xe đua màu xanh này các bạn đó xe này xe đua màu xanh nha các bạn xe thử coi uhm. wow xe này yếu quá các bạn ơi wow 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 wow, wow tông trúng một chiếc xe trùm bê tông luôn các bạn <laughs> quá dữ Ừ. Uhm. Rồi tiếp tục Mình sẽ đi chơi một chiếc xe đây một chiếc xe bé đây nha các bạn wow xe đây là xe miệt vàng này các bạn ơi wow xe đây cũng là gồ, gọi là xe bích này các bạn uhm, khá dữ luôn wow khá tốt xe này chạy khá dữ luôn uhm, mình sẽ chạy thử thêm wow <laughs> tông trúng chiếc xe đua hôm mè xanh hình lá chuối luôn nha các bạn uhm, khá dữ rồi à các bạn thấy chưa wow con tôm dẫn đầu con tôm đuôi tôm đây các bạn uhm ôm hồn khá là bự luôn rồi tiếp đến mình sẽ chơi một chiếc xe bọt đây nha các bạn ừ, bản bọt đây ừ, wow quá dữ luôn rồi wow chiếc bản sờ bọt đây thấy mình sẽ chơi một chiếc xe ai mình sẽ chơi hai chiếc xe đây ừ, đây là có một chiếc xe số bán tải này các bạn Wow, <laughs> tông trúng chiếc xe đó. <laughs> tông trúng chiếc xe màu vàng luôn các bạn. À, bản số xe một số xe 911 nữa các bạn. Xe xe bảy chỗ. Wow, tông trúng chiếc máy bay trực thanh màu vàng. À, đây. Đây là wow, mình có hai chiếc xe bảy chỗ này các bạn. À, xem thử chiếc xe bảy chủ này nha. Ừ, à, mạnh lắm nha. Wow, khá mạnh luôn các bạn. Ừ, wow, bạn thấy chưa? quyên dàn xe của mình này các bạn ơi, uhm, xe mốt nè, xe trộn bê tông này nha, xe cẩn cấu nè, máy bay trực thăng nè, wow, xe <laughs> nữa nè các bạn, nó mình có xe biết đây, uhm, xe đây, xe trộn bê tông nè, xe bảy chỗ nè, đủ các loại xe luôn nha các bạn, uhm, quá dữ luôn, wow, trong này mình có một chiếc máy bay trực thăng bó pin này các bạn ơi, oh, cái đây chưa có pin pin đâu mất tiêu rồi, à, chưa có pin, để tới nữa mình xem, mình sẽ bó pin cho bạn xem nha. 아이, 오케이.